Thưa quý vị, Tết đến xuân về là dịp để chúng ta cùng chung tay sẻ chia yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp trong xã hội. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thời gian qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Đà Nẵng đã tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi được vui xuân, đón Tết đầm ấm, ý nghĩa. Đây là những hình ảnh trong chương trình Xuân Yêu Thương do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố vừa tổ chức tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Tại chương trình, Hội đã trao 50 suất quà cho bà con, trị giá mỗi suất 500.000 đồng cùng nhu yếu phẩm, giúp bà con đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm. Thời gian gần đây, các hoạt động nhân đạo của Hội thường xuyên hướng mạnh về những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhất là tại hai xã Hòa Phú và Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Đây là một cái tình cảm hết sức là đậm đà, và cái món quà thì không phải là lớn, tuy nhiên thì đối với bà con thì là không hề nhỏ, thì đặc biệt với là người lãnh đạo ở địa phương thì tôi nghĩ đây là một cái niềm động viên chia sẻ để cho bà con có một cái Tết sum vầy và ý nghĩa. Các hoạt động của hội đã được triển khai xuyên suốt từ dịp Tết Dương lịch 2021 cho đến nay. Đáng chú ý, trong dịp Tết Nguyên Đán có rất nhiều chương trình chăm lo cho trẻ mồ côi tại các cơ sở thuộc hội, gồm Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai và Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Đà Nẵng. Các hoạt động trao quà ngoài tỉnh như tại huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Riêng Hội Bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi thành phố Đà Nẵng trong thời gian vừa qua đã có khoảng 800 suất quà tặng cho 800 đối tượng trên các địa bàn của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, với tổng số tiền là hơn 300 triệu đồng. Số quà và số tiền có thể không nhiều, nhưng đây là tấm lòng, là tình nghĩa của xã hội đối với những người bất hạnh, trong đó có người khuyết tật trẻ mồ côi. Và hội chúng tôi hết sức vui mừng và tự hào làm chiếc cầu nối để mang cái tình cảm của nhà hảo tâm, của các mạnh thường quân đến với người bất hạnh, và coi đây như là một động viên và lời chúc tốt đẹp nhất đến mọi người nhân dịp xuân mới. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố cho biết, số lượng các chương trình Tết chăm lo cho người nghèo năm nay nhiều hơn so với mọi năm. Nguyên nhân là do hội có thêm nhiều nguồn lực và sự ủng hộ từ các đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn. Các hoạt động xuân yêu thương cũng vì thế ngày càng được lan tỏa. Với tinh thần lá lành đùm lá rách thì chúng tôi cũng cố gắng đóng góp được một chút về phần tài chính, và cũng kêu gọi được bạn bè và những anh em cùng đầu tư kinh doanh với mình, thì đóng góp để góp phần cho các bà con và các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các trẻ trẻ mồ côi thì được một cái Tết ấm no hạnh phúc. Hơn cả vật chất, sự quan tâm động viên mới là món quà ý nghĩa nhất trong dịp Tết này, đặc biệt là khi chúng ta vẫn còn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Cùng với các hội đoàn thể khác, kỳ vọng rằng các chương trình nhân đạo của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Đà Nẵng đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa, đem không khí xuân yêu thương đến cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào công tác an sinh xã hội của thành phố.